Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 10.1 SC01D hiện đang là sản phẩm rất hot trong thời điểm hiện tại, và có rất nhiều các bạn đã quan tâm và đặt ra câu hỏi là với dư lượng pin là 7000 mAh thì dư lượng sử dụng thực tế của máy sẽ như thế nào. Trong video này thì mình sẽ có bài đánh giá chi tiết về pin của Galaxy Tab 10.1. Trong video thì mình sẽ chơi game, xem YouTube và lướt web để kiểm tra xem là với viên pin 7000 mAh này thì chúng ta sẽ sử dụng được trong vòng bao lâu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mango TV hỏi và đáp. Về thông số pin thì Galaxy Tab 10.1 SC01D sử hữu pin với dung lượng là 7000 mAh, một thông số khá là tốt cho một chiếc máy tính bảng 10.1 inch ở độ phân giải chỉ là HD. Các bài test của mình sẽ được thực hiện trong điều kiện độ sáng màn hình là 50%, âm lượng là 65% và Wi-Fi sẽ bật liên tục. Đầu tiên là bài test chơi game Advance 8, một game có yêu cầu đồ họa khá là cao và tốn rất nhiều điện năng. Với mức pin 100% thì mình chơi game trong 30 phút thì pin tụt 6%. Tiếp theo đó thì mình cũng làm tương tự với mức pin 50% thì pin tụt là 8%. Như vậy thì trung bình với mức pin đầy 100%, độ sáng màn hình là 50% thì Samsung Galaxy Tab 10.1 có thể chơi game liên tục trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Tiếp theo là bài test YouTube với mức pin 100%, sau khi xem YouTube 30 phút thì pin tụt 4%. Mình làm tương tự với mức pin 50% thì sau khi xem xong là pin tụt 6%. Như vậy, trong điều kiện độ sáng màn hình 50%, mức pin đầy, Galaxy Tab 10.1 có thể xem YouTube liên tục trong hơn 7 tiếng đồng hồ. Cuối cùng là bài test về lướt web, đọc báo qua kết nối Wi-Fi. Ở bài test này thì mình lướt web, đọc báo trong vòng 30 phút. Với dung lượng pin lần lượt là 100% và 50% thì phần trăm pin tiêu hao lần lượt là 5% và 7%. Với cái tính như trên thì Samsung Galaxy Tab 10.1 có thể lướt web và đọc báo qua Wi-Fi liên tục trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Như vậy, có thể thấy Galaxy Tab 10.1 cho thời lượng sử dụng pin rất tốt, không hề thua kém những chiếc máy tính bảng đời mới hiện tại. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm trải nghiệm trên chiếc máy tính bảng này mà không cần phải lo lắng về vấn đề pin. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chiếc Samsung Galaxy Tab 10.1 này, xin vui lòng để lại comment ở phía bên dưới. Bên mình sẽ trả lời cho các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.